Kính thưa quý vị, người khách kế tiếp của chúng tôi trong chương trình hôm nay là một người mà chúng tôi tin chắc cái sự thành công của cô trên nước Mỹ sẽ là một cái nguồn cảm hứng, sẽ là một sự khích lệ rất lớn lao cho thế hệ thứ hai của chúng ta. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một vài sinh hoạt ở trên màn ảnh. Thank you, Papa, for the educational opportunity you worked so hard to provide me in my first 12 years of life. Tương lai của cô Loan đã được định hình mãi mãi bởi những lời khích lệ mà cha cô thường nhắc nhở trong suốt thời thơ ấu của cô ở Việt Nam. Vào năm 2002, Duy Loan đã tạo nên một biến cố lịch sử tại Texas Instruments khi cô là người phụ nữ đầu tiên được tuyển chọn vào chức vị nhà nghiên cứu thâm niên Senior Fellow, tương đương với chức vụ phó chủ tịch thâm niên. Cho đến nay, trong lịch sử gần 80 năm của hãng, Duy Loan là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đã nắm giữ vị trí danh giá này tại Texas Instruments, một hãng trị giá nhiều tỷ đô la và là hãng được tuyển chọn trong danh sách 500 cơ sở tư nhân thịnh vượng nhất thế giới. Hiện nay, cô còn là tác giả của 22 bằng sáng chế và 8 bằng khác trong tình trạng chờ đợi thẩm định. Cô Duy Loan là con của ông Lê Thiện Thanh và bà Tang Thị Hương. Duy Loan sanh vào năm 1962 và là con thứ 7 trong số 9 người. Chỉ sau 4 năm tới Hoa Kỳ, một chữ tiếng Anh cũng không biết, Duy Loan đã tốt nghiệp trong trường trung học Alice Hastings ở tuổi 16 và vinh dự được chọn làm đại diện cho lớp để đọc bài phát biểu tốt nghiệp. 3 năm sau, cô đậu bằng kỹ sư ngành điện toán tại Đại học Texas, tốt nghiệp hạng ưu. Sau đó, cô lấy bằng cao học tại Đại học Houston trong khi vẫn phải đi làm việc toàn thời gian. Tại lễ ra trường của cô trong thời gian ấy, cha cô đã hiện diện bên cạnh cô. Ông đã đào thoát khỏi Việt Nam bằng đường bộ, qua ngã vượt biên giới Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Ở tuổi 19, cô thành hôn với một người bạn thời sinh viên, ông Đào Nhật Tuấn, khi đó cũng là một kỹ sư. Nay họ đã có hai con trai là Đào Lê Quý Đan và Đào Lê Quý Đôn. Một buổi trưa vừa mới đây, Duy Loan đã mời chúng tôi tới Tư Gia, một căn nhà do chính cô và chồng cô cùng vẽ kiểu. Cô nói rằng những thành tựu của cô còn có thêm ý nghĩa đặc biệt là vì chúng đã mang lại cho gia đình cô niềm vui sướng và hãnh diện. Loan nghĩ là nếu mà ba của Loan còn sống để mà nhìn thấy con của mình trở thành người phụ nữ đầu tiên, và đến giờ phút này vẫn là người phụ nữ duy nhất trong 80 năm, gần 80 năm để mà giữ chức đó, thì Loan nghĩ là ba của Loan sẽ rất là hạnh diện và mang lại cái hạnh diện đó cho ba của Loan, cho mẹ của Loan, cho gia đình, cho dòng họ Lê của Loan. Nó làm cho cái lòng của Loan rất là sung sướng. Đó là lý do tại sao mà Loan nói như vậy. Tại vì cho dù Loan có là tỷ phú đi chăng nữa, Loan cũng không mua được cái danh dự đó. Nó phải làm bằng sức, bằng trí của Loan, bằng bao nhiêu sự cố gắng, và trong cái sự cố gắng là bao nhiêu sự giúp đỡ của những người thương yêu mình. Ở nhà, cô cũng đã xây một phòng đặc biệt cho tổ chức Sunflower Mission ngay kế cận căn nhà của cô để làm chỗ hội họp và sinh hoạt. Khi mà lập ra cái Sunflower Mission đó, thì Loan đề cử ra gọi là 10 year vision hay là 10 year goals thì rất là giản dị. Thứ nhất là làm sao raise được, làm sao mà raise được 1 triệu đô la, xây được 100 lớp học, cho 10.000 scholarship, cho cơ hội học hành cho 10.000 trẻ em, và giữ cho những cái G&A, tức như là General Administrative Expenses, tức như là overhead đó, dưới 3%. Thì giản dị là xây trường học và cho scholarship cho những vùng nghèo nhất của Việt Nam mình. Bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi chào đón người khách mà quý vị vừa thấy một vài sinh hoạt trên màn ảnh. Thưa quý vị, cô Lê Duy Loan. Xin chào quý vị và xin chào anh Nguyễn Ngọc Ngàn. Cô Loan ơi, vừa mới biết qua những cái sự thành công hiện nay của cô, xin hỏi cô là tác giả của nhiều phát minh, nhưng mà có những phát minh mà mang lại tới bạc tỷ cho Texas Instruments, thì trong những phát minh của cô được thực hiện thì cái phát minh nào mà cô nhớ là quan trọng nhất? Nó nghĩ trong 22 bằng phát minh thì có 5 bằng phát minh được gọi là pioneering patents, tức là những phát minh đứng đầu cho hãng.
nó liên quan về synchronous DRAM, tức là về bộ nhớ, mà nói như vậy thì có vẻ nó hơi kỹ thuật gia quá, hơi khó nói. Vâng. Về bộ nhớ cho điện tử. Vâng, bộ nhớ cho điện tử. Khi là anh đi mua computer mà anh muốn có bao nhiêu chạy nhanh không, phải có cái memory, mà cái memory, cái bộ nhớ đó phải chạy nhanh, cái Intel microprocessor đó có chạy nhanh cho cách mấy, mà bộ nhớ không chạy nhanh kịp thì cũng không, cái computer nó cũng không có chạy nhanh được. Xin cô nói qua một chút về thời thơ ấu khi cô mới đến Mỹ. Vâng, người ta có bảo là 12 năm đầu tiên của một đời người là 12 năm là nền móng của cả một đời người, thì Loan đã có cái may mắn là lớn trên quê hương của mình qua 12 năm đó. Thì thời thơ ấu nó có những cái đẹp và cũng có những cái cơ cực. Nhớ những năm Tết Mậu Thân, nhà tan nát hết, thì ba của Loan đã dạy cho Loan biết cách đan những cái rọ để mà bắt những con cá, rồi phơi khô đi để ăn hết năm này sang năm khác. Đến bây giờ Loan vẫn sợ ăn cá khô vô cùng. Rồi tới năm khi mà xây nhà đó thì không có tiền thì phải học cách xây. Thì ba của Loan và Loan và một ông thợ và người chị đã xây nhà. Loan đã phải học cách lát gạch, quay hồ, xây hồ hả anh? Gọi là quấy hồ hả? Đúng rồi, quấy hồ. Rồi đến những năm cuối cùng trước khi rời Việt Nam thì ba của Loan đã bỏ hết, không làm ăn ở Nha Trang nữa, mà là về Sài Gòn mua chuyến xe bus. Mà bên Việt Nam mình đi xe bus thì đâu có phải là bỏ tiền luôn, phải có người bán vé. Thì Loan đã buổi sáng 5 giờ, 6 giờ sáng là phải theo cha đi làm, rồi buổi khi mà tới 1, 2 giờ thì lại đi học. Thì những cái sự thơ, những cái thời thơ ấu đó nó đã nung đúc cho Loan thành có một cái tánh rất là cứng rắn, rất là độc lập, tự lập, nhưng cũng dễ cho Loan có một cái sự cảm thông với những em bé mà cơ cực. Nghe nói là cô đang, một điều mà tôi cho là quan trọng, là cô đang có những hoạt động về vấn đề từ thiện xã hội. Vâng, thì Loan cố gắng, giống như hồi nãy cái câu trong cái video clip, là những cái gì mà mình nhận được quá nhiều thì mình nên cho lại. Cho lại đời, cho lại người, là mình, tại vì mình đã nhận quá nhiều. Thì Loan cố gắng hết sức của mình là trong những cái có ba phương diện. Phương diện thứ nhất là public speaking, thì một năm Loan đi nói chuyện 20-30 lần và nói chuyện với những cái hãng rất lớn, Fortune 500 companies, hay là những trường đại học và những cơ quan từ thiện. Rồi Loan có hai cơ quan từ thiện. Từ cơ quan từ thiện thứ nhất là Mona Foundation, thì làm cho những nước ở quốc gia ở Phi Châu và Nam Mỹ. Rồi năm 2002 thì Loan và một số người bạn đã thành lập ra Sunflower Mission, tiếng Việt mình dịch là hoa hướng dương, tượng trưng cho sự hy vọng, niềm tin và ánh sáng. Thì xây trường ở Việt Nam và học bổng ở Việt Nam. Đó là những cái việc công việc từ thiện mà Loan làm. Trước khi cảm ơn và từ giã cô, thì từ nãy giờ nghe cô nói trong vòng vài phút, có một buổi nào cô đứng đây làm MC với tôi thay cô Kỳ Duyên được không? Loan nghĩ là có cách đó thì cũng được, nhưng mà cái sự cao thấp thì nó cũng vậy anh à, tại vì Loan vẫn cao như bằng Kỳ Duyên. Bây giờ anh Ngạn cho Loan được một khúc tâm sự với khán thính giả một tí. Có nhiều người hỏi Loan là: Loan à, tại sao để đi xây trường, xây hoài có đủ không, làm biết bao giờ mới đủ? Loan thì Loan quan niệm rất là rõ ràng, giáo dục là chuyện mà làm cho mình có thể giúp cho con em ở quê nhà có cơ hội học hành để trở thành những người hữu dụng, không dốt nát, không hẹp hòi và không độc ác khi mà dìu dắt quê hương. Và cũng đồng thời nó giúp cho con em chúng ta ở quê hương bên đây có cơ hội trở thành những nhà lãnh đạo, có một tấm lòng nhân hậu, biết làm đẹp cho đời, biết làm đẹp cho người. Và Loan nghĩ là trong những cái hoạt động đó, con em chúng ta sẽ tạo được ở bên đây, tạo được sợi dây thông cảm với những con em ở quê nhà. Và trong cái sợi dây thông cảm đó anh à, nó sẽ được theo thời gian được nung đúc nảy nở để nó trở thành cái mà Loan gọi là tình yêu dân tộc, và sau cùng là đưa đến tình yêu quê hương. Loan nghĩ là giống như anh lớn hơn Loan rất nhiều, và cả thế hệ của Loan, chúng ta cũng có cơ hội ấp ủ được cái câu tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Nhưng mà con em chúng ta thì lại không có cơ hội đó. Nhưng mà qua những cái hoạt động giáo dục này và từ cái sợi dây thông cảm đó, con em chúng ta sẽ nói lên được câu tôi yêu quê hương tôi từ khi mới thành người. Và rồi mãi mấy chục năm sau, con cháu của chúng ta cho dù có rải rác khắp năm châu bốn bể cũng sẽ nói lên được câu không ngại ngừng khi xác nhận: mẹ ơi, con là người Việt Nam, con da vàng với dòng máu hiên ngang. Và đó là lý do và
đó là lý do mà Loan làm những cái điều Loan làm, để làm sao cho đúng với cái điều mong và muốn mà ba của Loan đã tặng Loan 20 năm về trước, là mong con gia tăng đức độ, muốn con gái Việt không hổ. Cảm ơn. Bây giờ thì em làm MC được rồi đó hả? Cô nói chuyện quá hay. Tôi rất tiếc là tôi gặp cô hơi trễ. Không trễ đâu anh, it's never too late. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn cô đã đến góp mặt trong chương trình hôm nay và đem những lời rất là hữu ích, nhất là cho những giới trẻ thế hệ thứ hai có thể nhìn cô như một cái niềm hãnh diện chung mà nhiều người trong tương lai sẽ đạt tới. Và thưa quý vị, như là cô Duy Loan vừa mới nói thì ai cũng có một thời tuổi trẻ vất vả. Đó là điển hình của xã hội Việt Nam. Thì nhạc phẩm sắp tới có tựa đề là Gánh Hàng Rong của Lê Quốc Dũng, chính là đưa lại cho chúng ta những kỷ niệm của thời thơ ấu mà chắc chắn người khách của chúng ta cũng tìm thấy mình ở trong đó. Mời quý vị hướng lên sân khấu và chào đón nữ ca sĩ Minh Tuyết.